Anh ơi, 15 củ chơi được tựa game Black Myth Wukong á, đơn giản, Hà Com làm được. Và Minh Phong sẽ chọn cho mình một chiếc PC Sniper S43. Đó là Intel Core i5 12400F. Và con chip này lên tới là 6x12 luồng cực kỳ mạnh mẽ của Intel thuộc thế hệ thứ 12. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái tốc độ xung nhịp lên tới là 4.4GHz để cho chúng ta thực hiện những cái tác vụ này cũng như là chiến game cực kỳ mượt mà luôn. Tiếp theo, Minh Phong sẽ chọn cho mình một chiếc mainboard đến từ dòng MSI, đó là B760M. Thì cái dòng mainboard này nó rất phù hợp với cái con chip thế hệ thứ 12 và 13. Như lúc nãy Minh Phong đã chọn đó là chip Intel Core i5 12400F. RAM thì Minh Phong sẽ chọn dòng BNY, thì có tích hợp RGB, đó là có tích hợp LED, thì chúng ta có thể hiệu chỉnh khi mà chúng ta mở PC cũng như là các cái phần mềm riêng của nó. Và Minh Phong sẽ chọn là 16GB, là một cái dung lượng phù hợp cho các tựa game hiện nay cũng như là phù hợp cho các anh em thiết kế đồ họa hay render video. Tiếp theo, Minh Phong sẽ chọn cho mình một chiếc SSD Lisa là NM620 512GB chuẩn PCIe 3.0, và cái tốc độ đọc cũng như là tốc độ ghi cực kỳ ấn tượng lên tới đó là 3300MB/giây cũng như là 2400MB/giây. Và PC Minh Phong chọn là chỉ 15 củ thôi, cho nên là không còn sự lựa chọn nào khác để nâng cấp cái card mạnh hơn, cho nên là Minh Phong sẽ chọn card đến từ nhà MSI, đó là RTX 3050 Ventus 2X. Và cái card này nó sẽ có 6GB VRAM. Để bảo quản các cái linh kiện vừa rồi Minh Phong đã chọn thì Minh Phong cũng sẽ chọn cho mình một chiếc vỏ khay đến từ nhà MSI luôn, đó là MSI Markforged M100A. Đấy, thiết kế này gọn nhẹ này, cùng với nó là sang trọng, và nó sẽ tích hợp sẵn luôn, chúng ta là 6 quạt nhưng mà sẽ tô điểm là 4 quạt có LED RGB. Và bây giờ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, thì bây giờ cùng theo cho Minh Phong test luôn cái tựa game Black Myth Wukong nhé. Đi thôi. Và bây giờ Minh Phong đã bắt đầu vào game, Minh Phong sẽ test ở mức là low này, thấp nhất. Rồi. Thấp nhất thì chúng ta sẽ thấy là FPS là khoảng là 90 này. Đấy, 90 FPS. Đó là 10. Và nhiệt độ mà chúng ta nhận được khi chơi ở GPU là 61 độ C và lên tới là 1732MHz này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào combat thử một xem nó sẽ có tăng hay là giảm cái gì nhá. Rồi bắt đầu ở mức setting là low này, thì mình không sẽ combat cho mọi người xem. Thì FPS nó sẽ lên khoảng là 98 FPS. Đấy. Rồi. Và Minh Phong vừa combat ở cái mức độ này, ở mức độ lâu, thì bây giờ Minh Phong sẽ tăng lên một xíu medium. Rồi, Minh Phong đã setting sang mức medium rồi. Medium thì chúng ta nhìn là FPS nó hơi giảm một xíu, là từ 90 mấy thì còn tầm dao động từ 73 cho tới 75 FPS khi mà combat. Nhưng mà chúng ta sẽ đổi lại được đó là những cái chi tiết này, họa tiết này, rồi họa ảnh ở trên PC của chúng ta nó nhiều hơn khi mà ở mức độ là medium. Đấy, medium thì chúng ta sẽ thấy cái họa ảnh này, đấy, đấy, chúng ta sẽ nhìn cái họa ảnh nó sẽ nhiều họa tiết hơn, rất là đẹp mắt. Và nhiệt độ GPU vẫn giữ nguyên ở mức 61 độ C. Đấy, nếu mà chúng ta build một cái chiếc PC mà tầm 15 củ như thế này thì chuyển cái tựa game Black Myth Wukong này thì tha hồ luôn đấy. Nhưng mà một xíu nữa thôi, để mình không chuyển lên là 2 thử xem ở mức setting 2 á, nó có họa ảnh này cũng như là họa tiết đẹp hơn không. Nhìn chung thì cái PC Hacom Sniper S43 là một sự lựa chọn cho các anh em game thủ này đấy, hay là các anh em thiên về thiết kế đồ họa này đấy, edit hay là render video đấy. Rồi bây giờ mình Phong sẽ chuyển lên mức setting đó là 2 nhá, cao hơn này. Rồi bây giờ bắt đầu đấy. Ôi, chuyển ở mức setting 2 thì cái họa ảnh chúng ta nhận được nó đẹp hơn nữa mọi người ơi. Ôi. Rồi đây bắt đầu
Minh Phong ở mức setting là 2 là vào combat thử xem nhé. Thì bây giờ là mới chuyển sang mức setting 2 thôi mà FPS đã giảm rồi. Còn vào combat thì nó sẽ giảm một xíu là xuống còn 52 tới là 55 FPS. Nhưng mà cái mức FPS như thế này đều khá là ổn khi mà ở cái trời. Nhưng mà Minh Phong nghĩ là mức FPS như thế này rất là ổn khi mà chơi cái tựa game khá là như thế này, Black Myth Wukong. Và sau khi trải nghiệm tựa game Black Myth Wukong thì Minh Phong thấy là một cái điểm trừ khá bé đó là cạc hơi yếu này, cũng như là không có tích hợp wifi trên mainboard. Cho nên là nếu bạn nào mà muốn nâng cấp hơn thì chúng ta có thể chuyển sang đó là Hacom Aglo i21. Và các cái vấn đề còn lại thì Minh Phong thấy nó khá là ổn khi mà chiến cái tựa game Black Myth Wukong trên chính chiếc PC này. Và khi mà chúng ta sở hữu chiếc PC này, chúng ta sẽ được những cái khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó là chúng ta sẽ mua được một chiếc màn hình MSI G255F với giá chỉ có 990.000 đồng. Hoặc là chúng ta sẽ được nâng cấp RAM lên tới 32GB hoàn toàn miễn phí. Và vừa rồi là tất tần tật những gì mà chiếc PC Sniper S43 mang lại cho mọi người, cũng như là trải nghiệm tựa game mới ra mắt đó là Black Myth Wukong. Và các bạn có những cái comment gì mà muốn gửi đến cho Hacom thì cứ comment ở dưới nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.